Xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chém Gió Nhiếp Ảnh của Alpha Crew. Trong cái thời gian vừa qua thì mình đã có làm video về cái thị trường nhiếp ảnh cũng giống như là những cái mà các bạn nên quan tâm tới khi mà các bạn bắt đầu để chơi chụp ảnh. Cái video tuần này thì mình có những cái kiến thức hoặc là những cái lưu ý mà các bạn nên biết khi mà các bạn đi chụp cho khách hoặc là trong một cái buổi chụp hình của mình, thì những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi. Thì thực ra đây chỉ là những cái kiến thức và những cái nó lại xảy ra với mình có kinh nghiệm về những cái việc đó thì mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể chụp hình được tốt hơn trong một cái buổi chụp ảnh của các bạn. Đầu tiên mình muốn nói tới đó chính là khâu chuẩn bị các bạn. Thường á, thì khi mà các bạn chuẩn bị cho một cái show chụp ảnh, nó mong các bạn có ít nhất là từ 1 tới 2 ngày để mà các bạn chuẩn bị. Thì tất cả những cái mà mình chia sẻ với các bạn sắp tới đây thì nó nên xảy ra ở cái ngày trước khi mà các bạn chụp ảnh, có nghĩa là một đêm trước đó hoặc là ít nhất là mấy tiếng trước đó. Việc đầu tiên là thẻ nhớ các bạn. Các bạn nên chuẩn bị thẻ nhớ cho nó đầy đủ. Mình đã có đi chụp sự kiện một vài lần rồi và thẻ nhớ nó bị nó không có đủ dung lượng á. Và khi các bạn không có chuẩn bị đủ thẻ nhớ thì sẽ rất là tiếc nếu mà các bạn bị mất đi những cái khoảnh khắc đẹp vì cái lý do là các bạn không đủ thẻ nhớ thôi. Thẻ nhớ mình dùng là ở đây các bạn, thì cái dung lượng của cái thẻ này là 128GB. Nó cũng tùy thuộc theo cái nhu cầu cũng như là cái khả năng của mỗi người mà người ta có thể dùng cái thẻ nhớ nó có cái dung lượng như thế nào, thì cái việc này nó không quan trọng. Thì mình chỉ muốn lưu ý với các bạn là nếu mà các bạn dùng cái thẻ nhớ cái dung lượng nó không cao, tầm từ 128 hay là 64 hoặc là 32, nếu mà các bạn sử dụng cái thẻ nhớ dung lượng nó không cao thì các bạn nên chụp ít thôi. Mình nên lưu ý tới cái shot chụp của mình hơn và mình biết là đây là cái khi mà mình bấm máy á, thì cái hình nó sẽ ra theo ý của mình, như vậy thì mình không có cần phải bấm quá nhiều cùng một bức ảnh. Thì giống như một lúc các bạn chụp 4-5 tấm hình mà cái nội dung hoặc là cái bố cục nó không có thay đổi gì hết thì nó phí đi cái dung lượng. Cái tiếp mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là các bạn phải format những cái thẻ nhớ này. Ở đây của mình là máy Canon nha các bạn. Khi mà các bạn bật cái bấm vô nút menu á, ở những cái máy khác thì mình không biết, mình thì mình sử dụng máy Canon. Đây là khi mà bấm vô menu á, các bạn tìm cái thanh công cụ này và các bạn vô phần format thẻ nhớ và các bạn format lại. Rồi, vậy thôi. Tại vì sao mà mình phải format thẻ nhớ các bạn? Cái thứ nhất là cái dung lượng của cái thẻ nhớ nó sẽ được tối ưu. Cái thứ hai nữa là khi các bạn chụp nó sẽ ra một cái file hình phù hợp với cái máy và nó tương tác được với những cái phần mềm xử lý hậu kỳ để cho các bạn dễ sử dụng hơn. Việc tiếp theo đó chính là các bạn phải update cái firmware của cái máy của các bạn. Các bạn phải lên cái trang web của cái máy các bạn sử dụng. Như mình thì mình sử dụng Canon thì mình sẽ lên trang web của Canon, mình sẽ vô cái phần product và mình tìm những cái update mới nhất của cái firmware mà mình update lên, thì mình coi nó có những cái gì và mình phải đọc coi là cái firmware đó nó có những cái gì mới để mà mình vận dụng được. Hoặc là các bạn chỉ cần update tới, tại vì nó có những cái chức năng mà nó thay đổi, nó sửa liên tục, thì nếu mà nó có lỗi một chút nó sẽ sửa lại, hoặc là những cái mà các bạn cần trong cái buổi chụp ảnh đó các bạn không biết là mình cần luôn, thì mình nên update cái firmware để mình coi mình có vận dụng được những cái chức năng mới của cái firmware đó vô cái buổi chụp ảnh của mình hay là không. Mình sẽ có một cái video nếu mà các bạn thắc mắc về cái vấn đề update firmware như thế nào, nhưng mà nó rất là dễ nha các bạn. Các bạn chỉ cần lên cái trang web của nó, các bạn tìm cái product rồi bỏ cho cái số series hoặc là vô cái máy của mình đang sử dụng. Giống như là mình thì mình EOSR, mình sẽ làm cái video để mà chỉ cho các bạn sau. Có một cái dụng cụ mà mình cảm thấy cực kỳ là quan trọng luôn mà khi mà mình chụp ảnh đó, rất là nhiều lần mà mình quên đem theo và nó làm cho cái bộ chụp ảnh mình nó trở nên rất là khó chịu các bạn. Đó chính là cái này, là cái khăn chùi. Trước cái ngày mà mình chụp ảnh á, thì mình đã có chùi rồi các bạn, thì lúc nào mình cũng phải chùi lại những cái len của mình cho nó sạch sẽ, như vậy thì nó mới tối ưu hóa được cái chất lượng của bức ảnh của mình. Và khi các bạn chụp á, thì có nhiều khi mà tay của mình đụng vô cái len á, mà mình không có cái gì để mà mình làm sạch cho nó hết, thì bức hình của mình nó sẽ bị kém trong, và nhiều khi cái độ chính xác của cái việc lấy nét của các bạn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên mình cảm thấy cái này nó rất là quan trọng nha các bạn. Theo nữa là pin các bạn. Pin thì không bao giờ mà nó quá nhiều cũng đủ hết. Thì có càng nhiều pin càng tốt, các bạn phải sạc ngày trước đó. Những cái việc mình nói với các bạn hồi nãy tới giờ mình cảm thấy nó rất là cơ bản thôi, nhưng mà thật sự mà nếu các bạn không ghi xuống, các bạn không có chuẩn bị đầy đủ á, thì nếu mà một trong những cái bước này nó thiếu thì cái buổi chụp ảnh của các bạn nhiều khi nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, nó không có còn được cho ra cái công suất tối ưu nữa. Thì cho nên mình nghĩ các bạn nên ghi xuống có một cái gì đó giống như mình á, lúc nào mình cũng ghi xuống để mình trước khi mình cái ngày mình chụp ảnh á, mình nhìn lại tất cả những cái này coi mình có chuẩn bị đầy đủ chưa, nếu mà chưa thì thiếu cái gì mình làm. Vậy thôi, thì mình cảm thấy các bạn nên ghi xuống để mà các bạn có một cái gì đó để mà các bạn giống như một cái checklist á, để mà trước khi mình làm việc đó mình check tất cả những cái mà mình cần thiết.
Bây giờ thì mình xin chia sẻ với các bạn về những cái lỗi hoặc là những cái vấn đề mà mình hay gặp phải trong cái buổi chụp ảnh của mình và những cái cách nào để mình có thể tránh được những cái lỗi này. Cái việc thứ nhất mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là các bạn phải tương tác với người mẫu hoặc là khách của mình khi mà các bạn chụp. Như trong cái trường hợp mà mình chụp cho cái cặp đôi này thì lúc nào mình cũng phải nói chuyện với người ta hết, mình coi coi người ta có mệt hay là không. Tại vì chụp ảnh mà người mẫu mình mệt đó các bạn thì họ sẽ khó diễn lắm. Và khi mà các bạn không nói chuyện với họ đó, thì họ sẽ khó để mà diễn được một cách tự nhiên. Khi mà các bạn kêu họ làm gì thì họ rất là gượng gạo. Cho nên các bạn nên nói chuyện với khách của mình trước một chút và để cho mình biết được cái thái độ của người ta. Người ta có khỏe hay là người ta muốn chụp cái bức ảnh nó như thế nào, nó vui, nó buồn hoặc là những cái cảm xúc. Thì nên tương tác với khách của mình trước khi mà mình chụp. Và trong cái lúc mà các bạn chụp cũng nên biết là khách của mình, họ có mệt không, họ có muốn nghỉ không, hay là họ muốn chụp tiếp, họ cảm thấy là hình chưa đủ này kia. Thì các bạn nên tương tác với khách của mình thật là nhiều để mình biết. Tại vì cái lỗi này mình gặp rất là nhiều khi mà mình đi chụp ảnh cho một cái show ảnh hay là khách á. Thì những người mà đi chung với mình á, những cái bạn chụp ảnh khác á, người ta hay bị mệt lắm các bạn. Thì chụp ảnh rất là mệt. Khi mà các bạn đi, các bạn đưa máy lên chụp liên tục vậy nó rất là mệt. Nếu mà các bạn đã có làm nghề thì các bạn phải biết, các bạn sẽ hiểu là nó mệt như thế nào. Mình phải biết, mình phải chịu khó tương tác thật là nhiều với khách của mình. Tại mình thấy có rất nhiều bạn khi mà người ta mệt, người ta không có nói chuyện gì nữa luôn. Người khách kêu chụp gì mình chụp cái đó thôi. Rồi xong cái mình đưa máy là mình chụp 1-2 tấm, mình cũng thấy mệt quá, mình không có chịu khó, mình chạy đi, mình tìm những cái góc khác. Hoặc là mình cảm thấy là cái công việc mình làm nó quá nhiều quá. Cho nên chụp được chừng nửa tiếng, 1 tiếng là bắt đầu mình thấy mệt, mình muốn nghỉ. Giống như trong cái buổi chụp hình của mình cho cái cặp đôi này thì khi mình đang chụp cho người ta ở trên cái cầu đó không à, thì họ sợ là không có đủ ảnh á. Cho nên họ nói là bây giờ họ muốn đi chụp cái chỗ khác nữa, coi mình có đi được không hay là sao đó. Thì mình đã tới đó mình chụp rồi các bạn, thì thêm nửa tiếng hay là 1-2 tiếng nữa nó cũng không có bao nhiêu, mà nó chẳng đáng công của mình. Cho nên thôi mình đi mình chụp cho họ tiếp. Và mình cũng cố gắng, nếu mà mệt thì mình nói với họ ok bây giờ chúng ta đều nghỉ hết nha, mình nghỉ chừng 5-10 phút thôi, mình lại sức, mình uống miếng nước rồi mình đi mình chụp tiếp. Như vậy thì cái người mẫu á, người ta cũng không có bị, khi mình chụp ảnh á, sẽ không thấy được cái sự mệt mỏi trên mặt người ta, bức ảnh của các bạn nó sẽ tươi hơn. Cùng với đó là cái năng suất của cái công việc của mình nó sẽ tốt hơn. Cái tiếp theo nữa là mình, cái lỗi này gặp rất là nhiều các bạn, những cái bạn chụp ảnh cũng như là người mẫu, người ta gặp rất là nhiều. Khi mà người ta muốn chụp một cái cảnh gì đó đúng không, người ta chạy lại sát bên cái cảnh đó thì người ta để người ta chụp. Thì cái vấn đề này nó phụ thuộc vô cái người chụp ảnh rất là nhiều. Mình đã có chia sẻ với các bạn cái vấn đề này từ những cái video trước rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ nói lại. Tại vì mình thấy cái lỗi này các bạn cứ mắc rất là nhiều. Thì thí dụ người mẫu của mình, người ta muốn chụp hình, trong cái trường hợp của mình đó là người ta muốn chụp hình với lại thấy được cái khung cảnh đằng sau đúng không, thì mình sẽ nói với người ta là bây giờ mình sẽ bố cục cái bức hình của mình trước, là mình sẽ đưa máy lên và mình bố cục trước, xong rồi mình sẽ đặt người mẫu vô cái vị trí nó hợp lý. Chứ không phải là bây giờ bạn muốn chụp hình với cái tòa nhà đó, bạn kêu người mẫu của bạn chạy lại sát cái tòa nhà đó. Thì khi cái tòa nhà đó nó được bố cục tốt trong bức ảnh của các bạn thì người mẫu các bạn nó không còn là trọng tâm của bức hình nữa. Cho nên cái này hồi trước mình đi, lúc mà mình học nhiếp ảnh nó gọi là bố cục 2 tầng các bạn. Thì cái lỗi này là mình vẫn còn thấy các bạn hay gặp phải, nên mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là các bạn phải bố cục khung cảnh trước, xong rồi mới bố cục người mẫu của mình. Và người mẫu á, hoặc là khách của các bạn á, thì người ta không có biết được là những cái chỗ nào làm sao cho tấm hình nó hợp lý. Thì khi này á, các bạn phải biết là mình đã bố cục cái khung ảnh nó như thế nào rồi, thì mình đặt cái người mẫu mình vô cái chỗ đó. Như vậy thì cái khung ảnh nó tương tác với cái người mẫu của mình nó tốt hơn, cái bức hình của các bạn nội dung nó sẽ sắc bén hơn. Đó là cái lỗi tiếp theo mà mình thấy các bạn hay mắc phải. Cho nên các bạn nên bố cục bức ảnh trước. Đó là lý do tại sao các bạn thấy rất là nhiều người chụp ảnh á, người ta đưa máy ảnh lên, người ta nhìn vô cái viewfinder liên tục là để người ta tìm ra được cái khung hình nó hợp lý. Xong rồi sau đó người ta mới bắt đầu bỏ cái người mẫu mình vô bố cục thêm một lần nữa. Thì như vậy cái khung cảnh nó tương tác với người mẫu của mình nó tốt hơn. Cái người khách của các bạn, người ta không có nhiều kiến thức về nhiếp ảnh á, người ta sẽ phải tin tưởng các bạn. Thì các bạn phải biết làm sao chọn được một cái vị trí đẹp, làm sao để mà mình bố cục cái bức hình của mình nó ra hợp lý. Như vậy thì cái người khách của bạn sẽ dễ chịu hơn. Và đừng ngại cho khách mình xem ảnh các bạn. Mình thấy cái này cũng rất là nhiều bạn khi mà đi chụp hình của mình á, khách hay là người mẫu người ta muốn xem lại ảnh thì các bạn không cho người ta xem. Tại vì các bạn nói là phải về nhà chỉnh sửa nữa. Ok, chắc chắn là các bạn phải chỉnh sửa các bạn. Cho nên mình á nha, thì mình chụp hai cái file khác nhau, có nghĩa là một cái JPEG và một cái RAW. Mình cho người ta xem sơ sơ bức ảnh và mình nói
mình sẽ crop cái bức hình lại như vậy, mình sẽ bố cục nó lại như vậy, màu mình sẽ chỉnh ra như vậy. Thì cái này nó nằm vô cái phần nhiều hơn, đó chính là các bạn phải tương tác như người mẫu của mình. Mình cảm thấy là các bạn không có nên sợ quá cái việc mà cho người mẫu mình xem ảnh. Cái lỗi tiếp theo mà mình thấy các bạn mắc hơi nhiều đó, chính là các bạn chụp quá nhiều. Hồi trước tới giờ khi mà mình làm video chia sẻ với các bạn mình thì mình khuyên các bạn lúc nào cũng phải nên chụp ảnh nhiều hết. Nhưng mà các bạn phải phân biệt được là cái chụp ảnh nhiều với cái việc chụp nhiều ảnh là nó khác nhau như thế nào. Thì cái việc mà các bạn chụp rất là nhiều tấm ảnh nó giống y chang nhau, nó không có đem được lại lợi ích cho các bạn. Cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn khi mà các bạn chụp nhiều á, chính là các bạn phải khai thác từ những cái góc khác nhau cùng một cái khung ảnh đó. Đưa máy lên một chút, xuống một chút, nói chung là thay đổi góc một chút xíu là các bạn đã có được một tấm ảnh nó khác rất là nhiều rồi. Thì có những bức ảnh mà khi các bạn chụp từ trên xuống nó sẽ đẹp hơn, ngang tầm mắt nó sẽ đẹp hơn, chụp từ dưới lên nó sẽ đẹp hơn. Trong cùng một cái môi trường, một cái khung cảnh, các bạn phải làm sao khai thác được tất cả những cái này. Thì các bạn phải siêng lên một chút xíu, chịu khó di chuyển, chịu khó khai thác. Khi mà mình về nhà mình xử lý hậu kỳ, mình sẽ không bị mất quá nhiều những cái khoảnh khắc mà mình không thể nào tìm lại được hết. Tại vì bây giờ cái bộ chụp ảnh nó đã xong rồi. Còn cái tip cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay, đó chính là về cái vấn đề hậu kỳ. Mình thấy tất cả các bạn, mình thấy rất là nhiều bạn, khi mà các bạn hậu kỳ ảnh á, thì khi mà nếu mà các bạn đã có làm nghề hoặc là các bạn đã có hậu kỳ ảnh rồi thì các bạn biết, khi mà các bạn chỉnh màu nhiều và liên tục như vậy á thì màu sắc của các bạn sẽ bị loãng. Nếu mà các bạn chỉnh xong liền á và các bạn post lên á thì các bạn thấy cái màu đó nó đẹp ngay lúc đó, nhưng mà từ từ các bạn xem lại á thì các bạn thấy cái màu đó nó không có hợp tí nữa. Vì á, khi mà các bạn chụp hình cho khách hoặc là các bạn chụp hình cho người mẫu á, người ta thường nếu mà có hình là các bạn phải đưa cho người ta xem liền. Thấy là các bạn không nên gấp quá cái việc này. Mình chụp, mình hậu kỳ ảnh xong rồi mình để ở đó tầm 1-2 tiếng sau mình đi làm việc của mình làm gì đó, hoặc là mình nghỉ một chút xíu, uống ly nước, coi tivi. Mình cũng chả coi tivi nhiều nữa, nhưng mà mình thì các bạn cứ làm cái việc gì đó xong rồi chừng 1-2 tiếng sau các bạn quay lại, các bạn bật cái bức ảnh đó lên, các bạn xem lại. Thì như vậy cái màu sắc của các bạn ở trong cái não của mình giống như là nó được reset vậy đó. Mình xem là một bức ảnh với tư cách là một người xem chứ không phải là tư cách của một người đang chỉnh ảnh. Thì cái đó nó khác lắm. Các bạn cứ làm việc này 1-2 lần các bạn sẽ thấy khác liền. Khi mà các bạn hậu kỳ ảnh xong á, chờ 1-2 tiếng xong rồi quay lại xem bức ảnh của mình, cho cái não mình nó có khả năng nó thư giãn ra, nó nghỉ và nó hoạt động lại từ đầu. Như vậy thì cái khi đó các bạn sẽ xem ảnh với tư cách là một khán giả, một người xem ảnh, xem hình á, thì cái quan niệm về màu sắc của các bạn nó sẽ khác. Và các bạn sẽ có được một bức ảnh nó phù hợp với nhiều những cái khách khác nhau hơn. Tại vì khi mà mình là cái người nghệ sĩ, mình làm ra cái tác phẩm đó, thì cái quan niệm của mình về cái tác phẩm đó nó khác so với người khán giả. Khi mà các bạn quay trở lại sau một khoảng thời gian một chút xíu thì cái quan niệm của các bạn nó sẽ thay đổi. Thì mình cảm thấy là các bạn nên hậu kỳ ảnh xong, để 1-2 tiếng xong rồi các bạn quay lại xem bức ảnh của mình, rồi nếu có cần sửa gì đó hay là chỉnh sao đó thì các bạn sửa lại rồi hãy đưa cho khách, hoặc là hãy post lên sau đó. Đừng có vội quá trong cái việc sửa ảnh xong post liền, nên từ từ lại một chút. Thì đây chính là những cái kiến thức hoặc là những cái kinh nghiệm hoặc là những cái mẹo mà mình chia sẻ với các bạn trong tuần này. Mình cảm thấy nó có thể giúp đỡ được cho các bạn trong cái việc mà các bạn đi chụp ảnh cho khách hoặc là cho người mẫu. Rất mong là video này giúp đỡ được cho các bạn. Trong tuần tiếp theo thì mình sẽ làm những cái video mà mình trả lời comment hoặc là chia sẻ với các bạn. Thì các bạn có câu hỏi nào các bạn cứ comment ở trong cái YouTube của mình hoặc là trên Facebook, ở đâu đó, bất kỳ tất cả những cái thông tin mạng xã hội mình sẽ để dưới phần description. Các bạn thích thì các bạn có thể theo dõi và đặt câu hỏi cho mình ở bất cứ đâu. Mình sẽ không có trả lời được cho các bạn liền đâu, tại vì mình phải đi làm nữa các bạn. Cho nên nếu mà có làm cái video tuần sau, mình sẽ làm một cái video để mà mình trả lời tất cả những câu hỏi đó cho các bạn. Ai có gì thắc mắc mình cũng sẽ trả lời. Mình chỉ mới quay lại làm video được có 2-3 tuần thôi các bạn, và mình rất là cảm kích cái sự ủng hộ của các bạn. Các bạn quay trở lại xem, và cũng có rất là nhiều bạn đã theo dõi mình rất là lâu rồi. Bây giờ thì người ta cũng đã ra làm nghề rồi, và mình cảm thấy có rất là nhiều người họ có được cái sự thành công nhất định ở trong cái lĩnh vực này, thì mình rất là vui các bạn. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn nếu mà các bạn đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình, thì các bạn có thể subscribe cho channel của mình hoặc là like cái video này để mà giúp đỡ cho channel. Sắp tới mình sẽ làm thêm những cái video và để chia sẻ cho các bạn nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.